sở hữu ngay một website trọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Lời khuyên năm mới cho người trẻ của Shark Việt. Nếu chán đi làm đúng giờ, ghét chấm công vân tay, trên đầu có vài ông sếp khó ở, thì nên bỏ việc ổn định để khởi nghiệp. Hiện Việt Nam đang ở trong làn sóng khởi nghiệp thứ 3 và tăng trưởng phi mã về số lượng startup từ 400 vào năm 2012 lên gần 1.800 vào năm 2015 và 3.000 trong năm 2017. Có nên nghỉ việc ổn định để khởi nghiệp? Nên tiếp tục làm công việc ổn định hay nghỉ việc để khởi nghiệp là câu hỏi được nhiều người trẻ đặt ra trong vài năm gần đây khi làn sóng startup nở rộ. Theo báo cáo do Cơ quan Thương mại và Đầu tư của Chính phủ Australia, Austrade, công bố có tên Bức tranh khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam 2019, bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam ra đời từ năm 2004 khi IDG Ventures Việt Nam được thành lập rót vào hơn 100 triệu đô la Mỹ vào thị trường. Kể từ đó, hệ sinh thái khởi nghiệp đã phát triển 3 đợt. Làn sóng đầu tiên là giai đoạn 2004 đến 2007, làn sóng thứ hai là từ 2007 đến 2010 và làn sóng thứ ba là từ 2011 đến nay. Trong làn sóng thứ ba, Austrade nhận định Việt Nam đã tăng trưởng phi mã về số lượng startup từ 400 vào năm 2012 lên gần 1.800 vào năm 2015 và 3.000 trong năm 2017. Dưới góc độ là nhà đầu tư khởi nghiệp, Trạng Nguyễn Thanh Việt cho rằng việc người trẻ băn khoăn lựa chọn trong bối cảnh hiện tại là điều bình thường. Trạng Việt đưa ra lời khuyên: thường con người ta khi khó khăn tìm được một việc làm đã khó, nhưng khi thuận lợi hơn một chút, tự nhiên có bao nhiêu chỗ gọi đi làm, rồi lại phát sinh ra bao nhiêu cơ hội để khởi nghiệp. Lúc đấy mình đứng giữa ngã ba đường. Cũng có thể mình sẽ có quyết định đưa tới chỗ ổn định, cũng có thể có quyết định dẫn tới cuộc sống bấp bênh. Lúc bấy giờ các bạn nên bình tĩnh và nhìn sâu vào bên trong thực sự mình muốn gì và điều thay đổi này đưa lại cho mình cái gì. Mục tiêu của mình khởi nghiệp là gì? Mục tiêu của mình trong ngắn hạn là ổn định cho cuộc sống gia đình bản thân hay cho tương lai xa hơn nữa? Chủ tịch Intracom cho rằng với những người không quen đi đúng giờ, về đúng giờ, lấy vân tay thì nên khởi nghiệp. Sao Việt đưa ra lời khuyên: trên đầu mình có mấy ông nữa, ông chỉ huy cấp cao, ông chỉ huy trung gian vặn vẹo đủ các trò, thì những người như thế tốt hơn là làm chủ doanh nghiệp của mình. Còn những người khác không thấy cuộc sống thay đổi nhiều mà có một công việc ổn định. Mình nghe chỉ đạo từ người khác, mình làm báo cáo cho người ta, cuộc sống mình nếu có biến động thì biến động nhẹ thôi, thì những người đấy chưa nên khởi nghiệp vội bởi vì mình chưa đủ lớn để khởi nghiệp. Như vậy có thể trả lời cho câu hỏi đầu tiên, mỗi người phải tự đưa ra đáp án cho riêng mình. Shop Việt còn gợi ý thêm, nếu vẫn cảm thấy khó khăn thì nên tìm những người khởi nghiệp để biết được những cái được và mất của họ. Ngoài ra cũng nên gặp những người có hoàn cảnh giống mình về thu nhập để tham khảo ý kiến của họ. Chủ tịch của Intracom nhấn mạnh, các bạn tham khảo thế nào đi nữa chúng ta cũng nên có những quyết định rằng đây là cuộc sống và chúng ta phải biết đánh đổi ngày hôm nay cho ngày mai tươi đẹp hơn. Bạn quyết định như nào cũng chúc mừng bạn, có thứ để quyết định. Còn có nhiều người không có gì để quyết định, không có một công việc ổn định, cũng như không có cơ hội để khởi nghiệp. Những ai không nên khởi nghiệp? Lời khuyên của Shark Việt về đặc điểm tính cách để khởi nghiệp cũng cùng nhận định với Langer Crager, người đồng sáng lập Ultima Business Bootcamp. Theo cô, có 8 dấu hiệu cho thấy bạn muốn tiếp tục công việc hiện tại và không nên khởi nghiệp. Thứ nhất, sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro của bạn rất thấp. Đây là sự thật phũ phàng khi bắt đầu thành lập một doanh nghiệp. Khoảng 70% các công ty mới khởi nghiệp không thể kéo dài hoạt động của mình sau 10 năm. Ngay cả khi sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn rất thú vị, nhưng có rất nhiều những điều khó khăn mà bạn không thể lường trước được sẽ xảy ra, từ cạn kiệt nguồn vốn cho đến việc cạn kiệt sức lực. Để đối phó với rủi ro này, mọi doanh nghiệp nên đề cập chi tiết điều này trong thời gian biểu của họ, khi mà họ muốn thu được lợi nhuận và phải trả lương cho người sáng lập thời gian biểu này. Thời gian biểu này nên được siết chặt với tình hình tài chính, hay nói cách khác, hãy phân tích rằng bạn có thể chi trả trong bao lâu để doanh nghiệp bạn có thể tiếp tục mà không có doanh thu. Hãy nhớ rằng việc khởi nghiệp của bạn có thể không bao giờ kiếm được lợi nhuận. Điều này giúp bạn quản lý rủi ro dễ dàng hơn chút. Điều thứ hai, bạn sở hữu tư duy khan hiếm.
Những người có tư duy khan hiếm luôn nghĩ rằng họ không đủ cơ hội hoặc nguồn tài nguyên. Điều này dẫn đến những cảm xúc tuyệt vọng. Cảm xúc này lại dẫn bạn đến con đường bất lợi cho doanh nghiệp thay vì chớp lấy cơ hội. Đây chính là một cạm bẫy kể cả đối với những chủ doanh nghiệp dày dặn kinh nghiệm trong suốt thời gian chết. Cải thiện mối quan hệ của riêng bạn bằng tiền và biết rằng mối quan hệ đó có thể bền vững là điều cần thiết để gỡ bỏ những chướng ngại vật trong quá trình bạn trở thành ông chủ. Điều thứ ba, bạn muốn có lợi nhuận ngay lập tức. Tạp chí Xu hướng Doanh nghiệp Nhỏ đã báo cáo rằng chỉ 40% nhà khởi nghiệp thực sự kiếm được lợi nhuận và 82% thất bại của những doanh nghiệp nhỏ đều có liên quan đến những vấn đề về dòng tiền. Doanh nghiệp của bạn có thể phải mất rất nhiều năm mới có thể đủ lợi nhuận để trả cho bạn một mức lương đủ sống. Nếu bạn cố gắng kiếm tiền thật nhanh chóng, bạn chỉ đang tạo ra nhiều áp lực hơn cho doanh nghiệp của bạn mà thôi. Nó khiến cho doanh nghiệp của bạn không được phát triển bằng con đường tốt nhất. Điều thứ tư, bạn không hiểu về các chỉ số tài chính trong kinh doanh. Một chủ doanh nghiệp phải hiểu được tài chính của công ty mình, đây là điều cực kỳ quan trọng. Nếu bạn không theo sát tình hình tài chính của mình, bạn có thể bỏ lỡ một số manh mối quan trọng. Bạn cần phải dựa vào những manh mối đó để có thể điều chỉnh được các kế hoạch của bạn. Vì kế hoạch cần phải dựa trên suất thực tế chứ không phải là dựa trên hiệu suất dự kiến. Nếu bạn không làm công việc tài chính hậu cần này, bạn sẽ dễ rơi vào quyết định theo cảm xúc cá nhân, trái ngược hoàn toàn với những quyết định sáng suốt, và đó được gọi là thảm họa của một công ty khởi nghiệp. Điều thứ năm, bạn không hề có kế hoạch kinh doanh. Một cuộc khảo sát từ Đại học Michigan cho thấy kết quả một kế hoạch kinh doanh đúng đắn sẽ làm tăng cơ hội sống sót cho doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn đang bắt đầu công việc kinh doanh thì tôi khuyến khích bạn nên thử và tạo ra một bảng kế hoạch. Ngay cả khi bạn đã bắt đầu kinh doanh rồi, bây giờ mới lập ra một kế hoạch vẫn chưa muộn. Kế hoạch này sẽ gợi ý cho bạn một lộ trình để bạn đạt được mục tiêu và theo sát nhiệm vụ của mình. Điều thứ 6, bạn vẫn chưa nghiên cứu thị trường về ý tưởng kinh doanh của bạn. Một cuộc khảo sát của CB Insights về những lý do doanh nghiệp thất bại cho thấy lý do chiếm nhiều phần trăm nhất là một sản phẩm không có thị trường tiêu thụ. Bạn có thể bỏ ra nhiều thời gian, công sức, tiền bạc chỉ để tạo ra một thứ không được thị trường tiêu thụ. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã khảo sát thị trường trước khi bạn bắt tay thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình. Điều này có nghĩa là bất cứ thứ gì bạn thu thập được từ khảo sát thị trường cho đến thử nghiệm bằng tiếp thị một vài mẫu thử để nhận được sự giúp đỡ từ các cố vấn nhiều kinh nghiệm. Điều thứ 7, bạn không sẵn sàng đi ra ngoài và quảng cáo thương hiệu của bạn. Nếu bạn biết bất kỳ ai đang điều hành một công ty, có thể bạn đã từng nghe họ phàn nàn về chuyện marketing, một trong những nhiệm vụ ít được yêu thích nhất của rất nhiều chủ doanh nghiệp. Một doanh nghiệp là một cá thể, vì vậy bạn phải thực sự bộc lộ và quảng cáo chính mình. Bạn không thể vượt qua nỗi sợ hãi bị mọi người chú ý và trở thành một người biện hộ, chuyên đổ lỗi cho doanh nghiệp của mình thì có thể doanh nghiệp không phải là lĩnh vực của bạn. Điều thứ 8, nỗ lực của bạn không đủ lớn. Có một điều là nếu bạn muốn phát triển doanh nghiệp, bạn thực sự cần phải thuê người. Do đó, bạn có thể ủy thác cho nhân viên những công việc làm mất thời gian của bạn. Trong khi bạn cần phải thuê nhân viên cố vấn, thì việc bạn ôm đồm quá nhiều thứ có thể ngăn trở quá trình phát triển của doanh nghiệp bạn bằng cách bạn tiếp tục từ chối nguồn tài nguyên khác vào thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, một khoản tiền cho vay để kinh doanh có thể khiến bạn mắc nợ vì bạn phải liên tục trả trong nhiều năm nếu doanh nghiệp của bạn bị phá sản. Theo Thảo Nguyên, Trí Thức Trẻ, CafeF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.